đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một mẫu quần jean ống rộng eo kiểu unisex nha các bạn. Đặc biệt cái form quần này được rất là nhiều bạn nữ yêu thích luôn, bởi vì nó rất là thoải mái, nhưng mà cái style thời trang thì cũng cực chất nha các bạn. Các bạn có thể diện form quần này kết hợp với những dạng áo ôm nè, áo hai dây crop top vân vân, nó rất là đẹp, nhìn rất là thời trang. Các bạn nữ rất là thích và muốn mua cái form quần này rất là nhiều, nhưng mà không biết mua ở đâu để được một chiếc quần mà đúng theo cái form dáng như thế này, và nó tôn dáng được các bạn nữa. Qua sàng lọc trên các sàn thương mại điện tử thì mình giới thiệu với các bạn đây là một shop yêu thích trên Shopee nha. Được đánh giá là 4.9 sao nè, với 14.500.000 sản phẩm đã bán rồi, các bạn an tâm ha. Giá của sản phẩm đang giảm 34%, 179.000 một chiếc quần như thế này. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Đánh giá 5 sao, quần đẹp lắm nha mọi người. Đây, hình chụp thực tế luôn ha. Đó, nhìn rất là chất luôn. Đã theo dõi shop từ rất lâu luôn á. Giá cả vừa rẻ vừa chất lượng, mọi người không cần phải đắn đo suy nghĩ khi mua bên shop đâu ạ. Đó, các bạn thấy không, shop này có cả fan luôn á, fan cuồng luôn á các bạn. Quần đẹp lắm nha mọi người, nhưng ham hố đặt size L, cái nó bự chà bá, vừa mỗi cái lưng quần còn đâu là rộng, vừa rộng vừa dài. Mình 1m60, 55kg, ai cân nặng như mình thì nên đặt size M. Quần dày dặn mặc ưng lắm, lên form rất ok. Ship nhanh lắm luôn, nhiệt tình nữa, hàng ưng lắm, tặng thêm hai đôi vớ nữa, đóng gói cũng kỹ lắm nha. Nói chung thì khi các bạn diện cái form quần này, các bạn phải chú ý về cái cân nặng chiều cao của mình, để đặt hàng nó đúng theo cái kích cỡ và mặt nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì đây là cái form quần ống rộng mà lưng cao, nó là cái dạng ống suông rộng mà các bạn, cái style thời trang nó là như vậy. Những cái tín đồ nào mà thích những cái form quần dạng như thế này thì không thể bỏ qua chiếc quần này, nó cực kỳ đẹp nha các bạn, cực kỳ chất luôn. Các bạn an tâm về chất lượng sản phẩm, đây là một shop bán hàng uy tín nha các bạn. Mình đã tìm hiểu khá là kỹ mới giới thiệu đến cho các bạn nên các bạn an tâm nha. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.